Xin chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Kết hôn 3 lần nhưng cuối cùng chị Vân Phạm vẫn chưa thể tìm được cho mình một cái bến đỗ trọn vẹn. Người phụ nữ bây giờ đã bước sang cái tuổi 42, giờ đây đang ôm hai đứa con làm mẹ đơn thân, vừa chăm chỉ làm việc vừa nỗ lực nuôi dạy hai con trên đất Mỹ. Với những ai đang tuyệt vọng trong hôn nhân thì ngày hôm nay đây Neo 10 TV nghĩ rằng câu chuyện của bà mẹ đơn thân tên Vân Phạm sống tại Mỹ dưới đây sẽ là một cái nguồn động lực để mà giúp cho chị em phụ nữ khi qua trời Tây, mình sẽ có một cái động lực để mình phấn đấu cho tương lai của mình. Có thể với một ai đó thì nó sẽ là cái chuyện khó khăn, là một cái chuyện lớn, một cái chuyện rất là gian truân, không thể nào làm được. Nhưng mà đối với chị Vân Phạm thì đây nó cũng chỉ là những cái bi kịch nhỏ so với cuộc đời mà chị đã từng trải qua. Đó là câu chuyện chị Vân Phạm 42 tuổi, hiện tại chị đang là chủ của một tiệm tóc tại Houston, Texas. Thì thú vị, câu chuyện này thật sự sẽ là một câu chuyện tình duyên lận đận của chị Vân Phạm, nó sẽ gây nên một số nước mắt của người xem, người nghe khi mà mình nghe qua câu chuyện cuộc đời chị. Và sẽ có đâu đó những bạn chị em phụ nữ sẽ thốt lên một câu rằng tại sao trên cuộc đời này có nhiều người phụ nữ lại khổ đến mức độ như vậy? Làm thế nào để mà chị Vân Phạm này có thể vượt qua được những cái cú sốc đó, được giải thoát ra được những cái biến cố kia? Chắc chắn sẽ có những cái câu hỏi đó đặt ra trong cái câu chuyện của chị Vân Phạm ngày hôm nay đây. Thì theo như cái lời tâm sự từ chị Vân, chị qua Mỹ hồi năm 2009 và đã bắt đầu cuộc hôn nhân với cái người chồng đầu tiên mà chị quen nhau qua mạng Yahoo Chat. Thời đó thì đâu có phải như bây giờ, đa số là chỉ online và nói chuyện chat chít chủ yếu là qua cái nền tảng Yahoo. Được biết thời điểm đó thì chị Vân á, chỉ vì là mong muốn là mộng là sang Mỹ là chính thôi, cho nên chị đã kết hôn với cái anh này. Đến khi mang thai thì thấy cái người đàn ông này nè cũng lo lắng cho mình, có trách nhiệm, cho nên chị Vân đã dần dần thương thiệt và có tình cảm hơn thiệt. Sau khi sinh con ở Việt Nam được 3 tháng thì chồng của chị ảnh mới nói là bây giờ ảnh về Mỹ để anh chuẩn bị giấy tờ đón hai mẹ con sang đó định cư, bắt đầu một cuộc sống viên mãn như mà người như những cái gì mà trong đầu mà chị Vân đã mơ ước. Tuy nhiên sau khi chị Vân sang Mỹ được hơn một năm, biến cố bắt đầu ập tới, do là cái người chồng này á, bắt đầu sinh ra những cái tệ hại nghiện cờ bạc. Nghiện cờ bạc đã làm cho chị Vân không chịu đựng được, dẫn đến quyết định ly hôn để giải thoát cho mình. Lúc chia tay người chồng đầu tiên này, chị Vân chia sẻ bản thân của mình rất là khổ, khổ lắm. Cú sốc đó có thể nói là cú sốc đầu đời của mình khi đặt chân sang đây. Lúc đó mới sang Mỹ có một năm mấy thôi, mình thì đang rất là mong cần có là cái thẻ xanh trong tay, còn chồng thì cứ ngày nào ngày nấy cứ cờ bạc rồi thua hoài. Mình nói mình nhắc nhở 3-4 lần mà ông ta không có bỏ, nên là mình mới quyết định dẫn con ra ngoài ở. Lúc đó thì ổng cũng bắt đầu làm khó mình, làm khó làm dễ mình. Ổng đòi là mình mà cứ dắt con đi như vậy thì ổng sẽ tìm mọi cách để mà trục xuất mình về Việt Nam, để mà ổng có thể giữ con của ổng lại tại đây, còn mình thì ổng đuổi mình về. Lúc đó mình nghe mình cũng quáng lắm, mình sợ lắm, bởi vì mình cũng có mới qua Mỹ có năm mấy, không có rành luật lệ gì nơi đây cả. Nghe chồng hăm he mình rất là quýnh quáng. May sao thì ở cái chỗ làm có một cái chị cũng là đồng hương, chị nghe cái hoàn cảnh của mình cho nên là chị đã giúp mình. Chị làm chung chỉ từng trải qua những cái trường hợp tương tự như vậy nên là chị giúp mình là giới thiệu luật sư cho mình. Rồi chị còn khuyên là mình phải làm sao cho chồng của mình ổng phải đồng ý ký cái thẻ xanh thêm cho mình gia hạn 2 năm. Còn cái chuyện trục xuất thì mình không cần lo, bởi vì là mình chẳng có làm gì có tội để mà chính phủ Mỹ người ta bên đây người ta trục xuất mình về Việt Nam hết. Chừng nào mình làm cái gì mà phạm pháp, mình làm cái gì mà sai luật thì mới bị thôi. Thế là mình bắt đầu mới về nhà, xuống nước với cái ông chồng cờ bạc của mình, rồi bắt đầu là dùng lời ngon tiếng ngọt rủ rỉ vào tai. Rồi cuối cùng thì ông chồng ổng cũng chịu ký cho mình cái thẻ xanh. Sau đó vì là tính tình ông đó đâu cũng vào đấy, nghiện cờ bạc thì cũng như bao cái con nghiện khác không thể nào bỏ. Ông ta không thay đổi gì nên cuối cùng mình đã quyết định chấm dứt cái cuộc hôn nhân, quyết định ly dị với cái người chồng tệ bạc. Bây giờ thì mình với ổng giống như hai người bạn, rất là biết ơn. Thật sự mình nói tới đây thì sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao mình biết ơn cái người chồng cờ bạc này,
Trong khi từ ngày lấy ổng tới giờ mình đâu có sướng đâu. Nhưng mà thật ra mình phải suy nghĩ, cái gì cũng vậy, nó cũng phải có bước đầu thì mới có bước sau. Mình qua được tới đây thì cơ may cũng là nhờ có ông ta. Ông ta dù gì cờ bạc thì cờ bạc, nhưng mà lúc mà quen mình, cưới mình và bảo lãnh mình, ông ấy đều làm tròn trách nhiệm. Mình cũng rất biết ơn vì ông chồng này đã mang mình sang được Mỹ. Sau khi kết thúc cái cuộc hôn nhân đầu tiên với cái ông chồng Việt Kiều đó, quen trên Yahoo Chat, thì chị Vân Phạm mới từng nghĩ rằng mình sẽ ở như vậy luôn, làm mẹ đơn thân nuôi đứa con đó, không muốn đi thêm bước nữa. Nhưng rồi cái số phận đưa đẩy đã để cho chị Vân Phạm gặp được cái người chồng sau, người chồng thứ hai, cũng là người mang tới cho chị nhiều vết thương từ thể xác lẫn tâm hồn. Đến hiện tại thì dù câu chuyện nó đã trải qua 5 năm, 6 năm, nhưng mà chị Vân Phạm, một người mẹ đơn thân, kể lại vẫn còn rất bùi ngùi và ám ảnh. Chị Vân kể rằng mình cảm thấy hối hận và đau lòng khi lấy cái người chồng thứ hai này. Anh ta là một người đàn ông sinh ra trong một gia đình nề nếp. Mẹ của ảnh ngày trước ở bên Việt Nam là giáo viên và là người chủ động theo đuổi mình. Ở nhà đó, anh được xem là một đứa con ngoan, lễ phép. Mà hễ mà bước ra ngoài là ảnh giống như một tay giang hồ vậy đó. Ăn nhậu, cờ bạc, gia trưởng không có thiếu một cái ngón nghề nào kết hết á. Nhưng vì là gia đình của ảnh có cha, có mẹ, có em gái, cho nên mình mới thấy rằng con của mình cần có một tổ ấm trọn vẹn như vậy, để con của mình có được người chăm sóc, có được tình yêu thương của mọi người che chở. Nghĩ như vậy cho nên mình vẫn nhắm mắt đưa chân lấy cái người chồng này để cho con mình có một gia đình đông đủ. Rồi khi bắt đầu mình bất ngờ mang thai, mình mang cái chuyện này kể với ảnh, thì ảnh mới nói bây giờ lỡ mang thai thì phải cưới chứ sao bây giờ. Và thế là đám cưới tổ chức tại Mỹ rất là lớn và hoành tráng. Nhưng mọi người đâu có biết là chuẩn bị từ ngày chuẩn bị cái đám cưới đó thôi, mà mình với ổng hai người đã cãi lộn với nhau sùm 3-4 lần, rồi có nhiều lần còn đòi hủy đám cưới luôn. Nhưng rồi mọi chuyện nó cũng qua, sau cơn mưa thì trời cũng lại sáng. Thời gian mình mang bầu và sinh đứa con thứ hai, mình hoàn toàn là thường xuyên khóc, ngày nào cũng là khóc, nước mắt cứ chan cơm như thế. Gia đình chồng lúc đó lúc nào mở miệng ra, gia đình chồng cũng bảo vệ chồng. Họ coi mình, họ coi mẹ con của mình giống như là người ngoài vậy đó. Bởi vì lúc đó con của mình là con với người chồng trước, còn cái thai trong bụng mới là cháu nội thật của họ, nên là họ không có trân trọng cái đứa con bên ngoài và mình. Mẹ chồng của mình hồi đó là giáo viên bên Việt Nam, thấy mình là phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng và có con riêng, nên là bà ta bấm bụng mới cho mình lấy con trai bả, bởi vì là mình đã lỡ ăn cơm trước kẽn. Chứ thật lòng thì mẹ chồng không hoàn toàn không có thích mình. Lúc này thì cũng phải chiều chuộng hầu hạ bên gia đình chồng, và còn hầu hạ cả người chồng nữa, tức là hầu hạ nguyên một tập thể. Trải qua cuộc hôn nhân lần thứ 3 với nhiều tuổi khổ đắng cay, nhưng đó chưa phải là lý do khiến cho bản thân của mình quyết định ly hôn. Đỉnh điểm là sau nhiều lần mình bị chồng và cũng như gia đình chồng đối xử ghẻ lạnh, thì chị Vân Phạm còn phải có nhiều lần là rời nhà, bỏ nhà ra đi, bởi vì là ông chồng đụng tay đụng chân, đánh đập cũng có. Sau lần đó thì chị Vân sợ và ám ảnh, mỗi lần bước chân vào nhà chồng là cứ ám ảnh, quyết định dẫn hai đứa con ra ngoài mưu sinh với cái nghề làm thợ làm tóc. 3 lần kết hôn không có trọn vẹn, cuộc sống của người mẹ đơn thân giờ đây đã ổn định hơn rất nhiều. Chị Vân bây giờ là một nhà tạo mẫu tóc rất có tài tại Houston. Kinh tế thì cũng ổn định hơn và cảm thấy vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Chị Vân Phạm cũng chia sẻ rằng ông trời, ông không bao giờ lấy của ai hết điều gì. Mình không may mắn trong cái con đường chồng con, nhưng đổi lại mình có được hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cộng thêm là công việc suôn sẻ nên bây giờ mình thấy mình thoải mái, đỡ stress hơn nhiều lắm. Cuối tuần thời gian rảnh thì mình cũng đi tập gym, mình cũng giữ gìn sức khỏe bản thân nhiều hơn, và cũng như giúp ích cho tinh thần, gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống của mình bây giờ nó cứ êm ả trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Quả thật hành trình mà để trải qua những cái lận đận về tình duyên để đến được với một cuộc sống tự do hạnh phúc như hiện tại, thì bản thân chị Vân Phạm thật lòng là phải cay đắng tủi khổ cỡ mức độ nào. Nhưng mọi người cũng biết, ông trời vốn dĩ không cho ai cái gì, và ông trời cũng không bao giờ cướp hết của ai một cái gì. Tuy rằng là bản thân chị Vân Phạm bước đầu qua Mỹ liên tục nhiều năm trời, trải qua rất nhiều những cái mất mát, tổn thương, nhưng may mắn là cuộc sống hiện tại của ba mẹ con đã ổn định và yên ấm.
Chị cũng đã có một cái cơ ngơi cho mình tạm ổn bên đây và cũng có tiền bạc, của cải, tài sản, có con. Đó là những cái món quà giá trị tinh thần mà sao tất cả người phụ nữ hiền lành và xinh xắn này đáng để nhận được. Thì thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện không phải ai cũng may mắn được như thế, tức là trong cái rủi nó cũng có cái may, không phải ai cũng được như vậy quý vị. Đã có rất nhiều những cái trường hợp chị em phụ nữ qua bên Mỹ xong khổ quá trời khổ, khổ đến mức độ họ đã nghỉ quẩn và làm những cái chuyện gọi là hại thân luôn. Và cũng có những cái trường hợp là qua bên đây mình khờ quá, mình chân ướt chân ráo, không có sành gì hết, không có biết ngoại ngữ giỏi, rồi cũng không có một mối quan hệ nào bên này, nên đâm ra là khi có vấn đề gì thì cái người chồng luôn là cái người dắt mũi mình đi. Và ông ấy á, một á, là thích thì cho mình ở, hai á, là không thích là đuổi mình đi. Và cứ như thế là qua đó sống kiểu giống như ăn, cảm thấy giống như là làm vợ của hắn ta, mà giống như là ăn nhờ ở đậu, đẻ con cho hắn mà giống như đang đẻ thuê vậy đó quý vị. Thì đây là cảnh sống mà của rất nhiều chị em phụ nữ Việt kiều một thời gian đầu khi mà mình qua Mỹ đoàn tụ với chồng. Dĩ nhiên không phải người chồng nào cũng xấu, không phải người chồng nào cũng tệ bạc, nhưng mà đâu đó vẫn có những cái cuộc hôn nhân nó xảy ra nhăng nhán trên đất Mỹ đối với những người phụ nữ Việt, những người vợ Việt ở Việt Nam sang Mỹ định cư và đoàn tụ với chồng trong thời điểm đầu. Thì thú vị là cái video ngày hôm nay mình không có kể dông dài dài dòng gì ở đây, mà nếu Mười TV chỉ kể một cái câu chuyện có thật 100% xảy ra thật, để nói lên một cái tiếng lòng của rất nhiều chị em phụ nữ. Và cầu chúc cho chị em phụ nữ khi bước chân qua Mỹ đều sẽ có được một cái nghị lực và bản lĩnh cho riêng mình. Đến đây thì video cũng xin phép được khép lại và rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú, anh chị mình trong một video kế tiếp.